Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các đơn vị địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và các thành viên Ban chỉ đạo. Trong ngày hôm nay 22 tháng 10, Đà Nẵng không có trường hợp mắc mới COVID-19. Chuỗi lây nhiễm phát sinh từ nhà số 259 Lê Duẩn đến nay có tổng cộng 8 ca bệnh. Trong ngày, ngành y tế đã xét nghiệm hơn 8.700 người. Hiện nay đã có 97,6% dân số Đà Nẵng từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trong đó, 16,6% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi. Ngành y tế hiện đang chuẩn bị kế hoạch để tiêm chủng cho học sinh. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao sự chủ động và đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt lưu ý việc kiểm soát quản lý các trường hợp về từ vùng có dịch, các quận huyện sớm xây dựng phương án tổ chức trạm y tế lưu động. Để cho các ngành tổ chức các nội dung liên quan đến công tác tập huấn đào tạo của cái trạm y tế lưu động để chúng ta có thể sẵn sàng ứng phó với khi mà cái tình huống dịch với cái số ca mắc mà tăng theo cái đề xuất về quy mô của Sở Y tế về cái kế hoạch thích ứng. Và cái thứ hai nữa là Sở Y tế cũng đề nghị là tham mưu cho Ủy ban là điều chỉnh cái phương án 120 theo một cái tình hình mới. Đó là cái phương án 120 trước đây là chúng ta là chỉ là 7 ngày đầu là cách ly tập trung và 7 ngày sau là cách ly tại nhà. Thì bây giờ cũng có những cái thông tin mới và những cái nội dung mới thì đề nghị là Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban để điều chỉnh cái phương án này cho nó phù hợp với cái nghị quyết 128 cũng như là những cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế và ngành giáo dục phối hợp để chuẩn bị kỹ các điều kiện sớm tổ chức tiêm chủng cho học sinh. Đề nghị ngành y tế lưu ý việc quản lý và xét nghiệm theo quy định đối với lực lượng tham gia hỗ trợ các đoàn người về từ các tỉnh phía Nam đi qua thành phố. Công an thành phố phối hợp các ngành để thống nhất phương án kiểm soát các trường hợp đi xe máy về từ các tỉnh phía Nam. Các địa phương tiến hành kiểm tra việc thực hiện quét QR code tại các cơ sở buôn bán, kinh doanh.